Em chào tất cả các bác vào buổi tối live của em nhé. Nay em có mấy cái mặt hàng cho các bác sưu tầm về chơi nha các bác nha. Tại hồi trưa em có công việc nên em không phát được, giờ phát tối cho các bác nhé. Nếu bác nào yêu thì cứ đăng ký hoặc là nhắn tin gọi mua bên em nhá. Còn không thì các bác cứ vào xem cho em vui thôi. Đó, một này. Đây là lô nhãn tháng 4 các bác nhá. Đó, bây giờ người ta toàn về tháng 4 không. Bây giờ mà kiếm tháng 8, bây giờ thì hết thời tháng 8 rồi. Không có tháng 8 mà chơi luôn á. Sau này cũng sẽ không bao giờ có tháng 4 để mà chơi. Giờ các bác cứ mua mua đi, sau này tháng 4 nó lên giá như là tháng 8 luôn á. Đó. Đó, 2 này, 4 này, 6, 8, 9, 10, 11 khúc to như thế này. Đó, 11 khúc to như thế này nha các bác nha. To đều nhau hết nha. Đây, lô này em bán có giá là 450k này. Lô đầu tiên em bán cho các bác 450k, lô to mà đều nhau này. Đó, cây này em nói cây này nó bị dập ít lá này. Đó, mấy cây nó bị dập ít lá, giờ nó gần khô hết rồi các bác nhá. Đó, nó khô thì không vấn đề gì đâu, sợ nó ướt đó. Nó dập mà nó ướt mình mới sợ nha. Đó, đây lô này 11 khúc này. Lô này em bán có giá 450k. Đây là hình số 1. Tiếp tục là hình số 2. Hình số 2 là em bán cây, bác nào mà không mua cây nào mà đắt tiền mua cây rẻ tiền nhé. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây. Đó, 7 cây thế này sang năm nó ra hoa hết các bác nha. Đó, lô này em bán cái giá là 220k thôi. Đây là hình số 2, 220k. Tiếp tục là hình số 3 là em có bụi kiếm toàn là ngắn này, rất là ngắn thụt luôn, đóng hàng rất là nhẹ, nhẹ hàng nhẹ cước luôn này. Đó, rất là ngắn luôn, khúc này là nhỏ rất là xinh luôn này các bác này, rất là đẹp luôn nhá. Đó, em kèm theo một khóm báo hỷ này, thân rất là nù luôn này, mập luôn này. Đó, thân nó rất là tím luôn. Đó, cái lá nó giống kiểu tím á, la lai kiểu vậy á. Đó, em thêm cho các bác một cây châu to chơi hoa Tết luôn này. Đó, các bác vừa chơi hoa Tết hai cây này, cây báo hỷ với lại cây châu, các bác vừa chơi hoa Tết. Còn về kiếm thì các bác có thể chơi vào tháng 4 nhé. Đó, đây là hình số 3, 200k. Tiếp tục là hình số 4 là cây nhãn toàn to to đẹp đẹp không. Một này, to rất là đẹp luôn. Hai này, lá mít hết nha các bác nha. Đó, ba này, cây này có cây nhỏ bên cạnh nữa này. Đó, ba cây to này, bốn cây to này. Cái này nó bìa còn bám rễ nha các bác nhé, nó còn bám nên em buộc lại sợ nó tuột ra. 4, 5 này, đó toàn cây to rất là đẹp. 6 cây, cây này giống kiểu mẹ con luôn á, nó bám như thế này này. À, cây này là mẹ con nha các bác nhé, cây này là mẹ bồng con này, cái nhà là mẹ bồng con này, sau này nó lớn rất là có giá luôn này. Đó, đơn này em bán có giá là 500k này. Toàn là cây to đẹp. Đây là hình số 4. Tiếp tục là hình số 5. Hình số 5 toàn cây lá mít rất là đẹp luôn này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. 7 khúc mít đẹp như thế này. Lô này em bán có giá là 350k thôi. Đây là hình số 5. Tiếp tục hình số 6. Cây cũng to này. Một cây lá mít rất là đẹp này. Hai này. Đó, ba này, cây này rất là to đẹp luôn. Bốn này, năm này, toàn lá mít không nha các bác nha. Sáu này, đó, lên lô này toàn lá mít rất là đẹp này. Lô này 2, 4, 5 cây lá mít, còn cây này chỉ là lá xếp thôi nhá. Một cây là lá xếp, còn lại toàn lá mít rất là đẹp. Lô này em bán 500k này. Đây là lô số 6. Tiếp tục lô số 7 em có mấy đây. Em có đây là căn diệp nhá. Căn diệp nó bám đây, mắt này rất là nhiều luôn này. Đó. Một mắt này, hai mắt này, ba mắt này. Đó, cái căn diệp rất là khó kiếm luôn. Đây, lô căn diệp này, đó rất là nhiều mắt luôn này. Như là mình biết cái rễ của nó, cái mắt của nó bám vào chi chít luôn, rất là nhiều luôn. Toàn là mắt to to không nha các bác. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 khúc này. Rất là nhiều mắt luôn, luôn này em bán có giá là 220k này. Đó, đây là hình số 7. Tiếp tục là hình số 8 là cây trâu này. 1 này, cây trâu rời các bác nhé. 1 này,
2 này, 3 này, cái này nó dính nhau, cây chị em này. 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, cái này lá mít rất là đẹp luôn. 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, cái này lá mít rất là đẹp. 15 này, 16, 17, 18, 19, 20. Đó, 20 cây này em bán cái giá là 350k này. Đây là hình số 8. Tiếp tục là hình số 9. Em có cây nhạn rất là đẹp luôn. Cây này giống kiểu mẹ bồng con nhá. Giống thôi chứ không phải đâu em bác nha. Tại vì có cái con bên cạnh này. Sau này nó lớn lên nó sẽ thành mẹ con luôn á. Đó, cây này lá mít rất là đẹp luôn. Hai. Cây này nó mọc cái lá này nhìn rất là lạ luôn này các bác này. Đó. Đây cái lá này nó mọc nó bị tật nhá, cái lá này nó bị tật nó mọc xé như thế này nhá. Nó mọc nó cái lá nó bị vậy rồi, không phải là hồi nhỏ nó bị xé này kia đâu. Nó vẫn phải vậy rồi các bác nha. Đó, cái lá nó như thế này nè. Đó, nhìn cái lá này nhăn mà nó nhăn xé giống kiểu là cái lá người ta xé luôn á. Đây em tính là 2 lá này. Một lá mà nó thành giống kiểu 2 lá em tính 2 này. 4 6 8 10. Đó, 10 lá. Cái này là 2 4 6 8 10, đơn nào cũng 10 lá nha các bác nha. Đó, cây to, hai cây to này bán 500k. Đây là hình số 9. Tiếp tục là hình số 10, em toàn là cây trâu lá mít này. Một này, cái lá mít rất là đẹp luôn. Một này, đẹp nhá. Hai này, hai cây lá mít này các bác này. Đó. Ba cây lá mít, cây này là to nhất luôn này, cây lá mít này là to nhất này. Ba này. Em thêm mấy khúc hai khúc nhỏ này. 3 khúc nhỏ này, 4 khúc nhỏ này. Đó, 4 khúc nhỏ này. Đó, 4 khúc nhỏ. Khúc này là lá mít này, 1 2 3 3 lá mít, cái này là lá xếp nhá. Đó, 4 khúc là 3 khúc lá mít, 1 khúc lá xếp. Đây lô này toàn lá mít không nha. Ba cây to này lá mít. Đó, lô này em bán có giá là 420k. Đây là hình số 10. Tiếp tục là hình 11, em còn có căn diệp này nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, khúc này rất là nhẹ tiền cước này. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13 khúc này. Đó, 13 khúc này em bán 200k này. 200k, đây là hình 11 nhá. Hình 12 này, hình 12 em có cây nhạn, có cả lá mít, lá xếp này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, khúc này 2 cây luôn. 7 này, 8, 9, 10, 11, 11 cây. Lô này em bán 250k thôi. 250k thôi nha các bác nha. Có mấy cây thì các bác có thể chơi hoa Tết nha. Đó, lô 12. Tiếp tục là lô 13. Em có lô quý tím, toàn quý tím to to nhá. Đó. Cây này quý tím rất là to luôn, đẹp luôn này. 1 này, cong rất là đẹp luôn. Rủ trịt lá mít này. Đó, cái cây lá nó bị ngắt đi là mấy đứa nó ném xuống á, ném xuống nó hái cao lắm các bác nha. Nó hái 4 5 mét luôn, nó leo lên cao lắm. Em còn nhớ em hồi xưa em cũng đi hái lan á, em cũng leo cây là em biết mà. Đó, hai này. Không phải em nói phét với các bác đâu, em nói là sự thật luôn. Đó, tại vì hồi xưa khổ quá đi đi hái lan, bây giờ mới kiếm tiền làm vốn với buôn bán thế này này. Đó, cuộc đời thật cũng có cái khổ cái sướng. Đây 4 3 này, 4 này, 5 này. Vì vậy em mua hồi trước á, em đi hồi trước là em biết là cây nó đi cực khổ thế nào, nên mấy đứa nó về em mua giá và nó hơi cao cao tí đó. Nên các bác mà bán nói em bán hàng đắt thế này thế kia không phải đâu, thì em nhớ lại cái ngày kỷ niệm mà em đi hồi xưa á. Em đi leo cây trời ơi mấy mét luôn. Nhìn rất là cao luôn, em chẳng muốn nhìn xuống dưới luôn. Sợ chết đứng luôn đó. Đó, vì miếng ăn mà phải đi làm như vậy đấy các bác ạ. Đó. 2 này, 3 này, 4 này, 5 6. Thế các bác không tin là em con gái mà biết leo cây, nhưng mà em chỉ tập. Em thấy đi người ta đi rừng á. Thấy chồng em leo thế nào thì em tập leo thế đấy. Đó. Cuộc sống là vậy á các bác, khổ lắm. Cái này cũng mẹ con nha các bác nha.
Cây này con này, cái mẹ của nó tách ra rồi, giờ nó còn bám như thế này, nó bị tách ra như thế này này. Đó, bị gãy như thế này nhưng mà nó còn bám rễ sau này nó dính lại nhá. Đó. 7 cây mẹ bằng con này. 8 cây sóc này rất là to này. Cây hải âu rất là to, 9, 10 cây hải âu rất là to này. Đó. 10 cây nha, em thêm cho các bác một cây nhạn này, cây nhạn lá mít này, rất là đẹp luôn. Cái lá ở dưới nó bị cắt đi một nửa nhưng mà không vấn đề gì đâu tại vì nó bị dập ấy mà. Đó luôn này, em bán 200k này. Đó 200k, đây là hình 13. Tiếp tục là hình 14 các bác nhá. Hình 14 này, em có mấy cái hoàng nhạn này, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 cây. Đó, 25 cây thế này. Lô này bán 250k thôi các bác nhé. Đó, 25 cây luôn á. Cả cây to, cây nhỏ nha các bác nha. 250k này. Đây là hình 14. Tiếp tục là hình 15. Như có cái nhỏ còn lá mít này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 12 khúc thế này. Đó, lô này em bán có giá là 250k này. Toàn lá mít nha các bác nha. Đó, 12 khúc, 250k. Đây là hình số 15. Số 16 em toàn là cây to rụt rịt. Mà cây này chả cho ra hoa hết rồi. 2, 4, toàn cây đẹp không nhá. 5 này, 6, 7, hai cây này rất là đẹp. Làm cặp này, 8. Đó, lô này em bán 200k này. Đó, đây là hình 16. Tiếp tục là hình 17, em bán combo. Combo bên này là quế tím, combo bên này là quế tím, còn bên này là hải âu, bên này là hoàng nhạn này, còn bên này là trâu nữa nhá. Đó, trâu này, đó, bên này là trâu. Em bỏ cây mà đắt tiền với lại cây mà vừa tiền. Đó, nói chung là mấy cây này là vừa tiền, cây này là tam bảo sắc, một cây là tam bảo sắc này. Đó, còn lại là cây nhạn này. Cái nhạn nó hơi bị héo tí, các bác mang về mà tưới nước cho nó là một tuần sau cây nó sẽ hồi lại, còn cái trâu thì vẫn tươi rói luôn. Đó, lô này em bán có giá là 250k thôi nhá. Đó, đây là combo số 17. Em bỏ mấy tại vì nó hơi đắt, tại vì có mấy cái trâu như thế này này. Đó, đây là lô 17. Tiếp tục là lô 18, em có toàn là nhạn mít con này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cây. Đó, 24 toàn lá mít không nha các bác nhà. Em lựa toàn lá mít này. Đó luôn này, em bán 300k này. Đây là hình 18 đúng một đơn nhé. Tiếp tục hình 19 này. 19 em có cây sâu 1 này, 2 này, 3 này, có cả lá mít luôn. 4, 5 này, 6, 7, 8, 9 cây. Đó, 9 cây sâu này em bán 200k này. Đó, đây là hình 19. Tiếp tục là lên hình 20. Em có cây trâu lá dài này, 1 này, 2 này, 3, 3 cây trâu lá dài. Đó, 3 cây trâu lá dài các bác có thể mang về sổ hoa Tết này. Đó, mấy cây này đó rất là nhẹ tiền hàng luôn. Đó, đơn này em bán có giá là 300k thôi nhá. Đó, đây là hình số 20. Tiếp tục là hình 21 là em có cặp trâu thuần này. Đó, bác nào yêu cặp trâu thuần em bán 700k thôi này, hai cặp mà ý là một cặp ba cây. Đó, cặp ba cây nhá, hình thuần nhá. Đó. 700. Hình 22, em có mấy cái đơn trâu, một mấy cái đơn trâu với lại đơn nhạn, cái nhạn thì ba cây này. Đó, cây này nó bị dập ít lá nhưng mà không sao đâu. Đó, lô này em bán cái giá 200k thôi. Và lô cuối cùng này, lô cuối cùng là 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 khúc nhạn đẹp như thế này. Đó, lô này em bán có 300k thôi các bác nhé. Quá rẻ cho các bác luôn này. Đó, bác nào yêu nhớ đăng ký kênh của em nhé. Em chào tất cả các bác. Chúc các bác buổi tối vui vẻ nha.